Xin chào tất cả các bạn. Dạo này mình vẫn đi vào cái khu vực này, thấy mấy con sóc nó cứ leo trèo lên trèo ở trên cây này rất là nhiều xung quanh này. Nó cứ bay nhảy ở đây suốt. Thế là hôm nay mình có ý định là vào cái khu vực này, mình sẽ làm mấy cái bẫy sóc và tiện đây mình sẽ làm cái video này hướng dẫn cho các bạn bấy cách bế sóc của mình luôn nhé. Mồi của nó mình sẽ dùng mồi chuối nha các bạn nhé, chuối chín nhá. Và mình sẽ dùng cái sợi dây dây phanh nha, dây phanh xe đạp mình xe ra ấy. Xe ra xong mình lại xoắn nó vào bé như này đấy. Và hôm nay mình xin làm cái video này để giới thiệu cho các bạn cái cách bẫy sóc của mình nhé. Và hôm nay mình sẽ đặt bẫy ở trên cái cành cây này nhé các bạn nhé. Cây này cây luồng này nó sẽ ở đây dài như này này, lên trên kia nhé. Đấy. Rồi tí nữa mình sẽ đặt bẫy ở đây nhá, mặt ngay trên cái luồng này luôn. Và bây giờ mình sẽ làm cái bẫy ở trên cái thân cái cây luồng này các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ dùng con dao chặt ở trên thân cây luồng này cho mình một vết dao nhé. Đây như này, một vết dao như này các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không nhỉ? Đây này. Đây nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cái dây thép này. Các bạn lấy cái dây phanh xe đạp ấy, các bạn xoáy xoáy nó ra, tách nó ra thành từng sợi bé ấy. Xong các bạn lại xoắn nó vào, làm cho nó gấp đôi nó vào ấy. 2 đến 4 sợi này, gấp nó đôi nó vào nhé. Sau đó các bạn sẽ buộc cái một ít dây dù ở đây, một ít dây dù ở đây cho nó. Các bạn nên buộc cái dây dù siêu bền ở đây nhé, dây dù siêu bền ở đây. Rồi các bạn sẽ được một cái vòng như này, làm ra được cái vòng như này, được cái vòng như này nhé các bạn nhé, được cái vòng như này. Xong các bạn uốn nó cho nó đẹp đẹp vào, vòng cho nó tròn đẹp vào nhé. Sau đó các bạn đặt trên cây này, sẽ làm như này. Bạn sẽ để trên cây như này. Đấy. Thế là bây giờ mình đã để được cái bẫy như này nhé. Bạn xem này. Đấy, nó sẽ được như này. Như này nhá. Con sóc nó sẽ từ dưới chạy lên đây. Nó sẽ dính cái đầu nó sẽ chui vào trong cái bẫy này của mình. Xong hai chân nó sẽ vướng vào cái bẫy này, vướng vào bên ngoài này, nó sẽ cái bẫy này sẽ thắt lại dính vào đầu nhé các bạn nhé. Hôm nay mình đi bẫy sóc mình sử dụng mồi chuối nhé các bạn nhé, mồi chuối. Bây giờ mình sẽ để cái quả chuối này ở đây nhé. Đây, cái bẫy mình để ở dưới này, xong quả chuối mình để trên này. Đấy, để mồi con sóc nó đến ăn cái quả chuối này, nó sẽ dính cái bẫy nhé. Đấy. Sau đó bây giờ đầu mình sẽ làm một cái ở đầu trên này nữa, để cho hai đầu của cái thân cây này nó sẽ có hai cái bẫy, để con sóc nó đi đầu nào mình con sóc nó cũng sẽ bị dính bẫy luôn. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái bẫy ở trên này nhé. Đây nhá các bạn nhá, cái bẫy thứ thứ hai ở bên trên này của mình đã để như này nhá, đã làm xong này. Đấy. Là bẫy thứ hai này, bẫy đầu tiên, bẫy thứ hai này,
bẫy đầu tiên này, mồi này, mồi ở dưới này, cái bẫy ở trên này, thứ hai này. Đó, trên trên mặt thân cây mình sẽ làm hai cái bẫy nhá các bạn ơi. Và bây giờ mới phải là điều quan trọng nhất này, đây này, mình bẫy như này mình không thể bắt được nó nhá. Bây giờ mình sẽ phải buộc cái này vào nữa, buộc cái này vào với cây luồng này nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ buộc vào, mình sẽ giữ mới giữ được con sóc ở đây nhé. Bây giờ mình sẽ buộc cái dây thép này vào cái luồng này nha các bạn nhé. Lẽ ra mình phải buộc trước đấy, nhưng mà nãy mình quên mất, mình lại làm cái bẫy kia. Bây giờ mình mới làm đến cái bước này. Và hôm nay mình đi mình không mang kìm đi nó cũng hơi khó các bạn ạ. Lẽ ra phải mang kìm đi, mình buộc cái này nó mới dây nhá. Bởi vì nó bằng dây thép mà. Dây thép phải dùng kìm để buộc nó sẽ dễ hơn. Các bạn đi các bạn nhớ lấy cái kìm đi để buộc nha. Đây các bạn này. Mình đã gài lại này, làm cái vòng tròn hơn này. Đấy. Các bạn nhớ buộc cái dây cáp vào nhé. Không là có mà dính sóc mà cũng bị sống mất đi ấy. Đây quả chuối nó ở đây. Mình sẽ buộc ở trên này nhé các bạn nhé. Đây nhá các bạn nhé. Đây chính là tổng thể cái bẫy này. Rồi. Cái này mình đã buộc rồi. Đây buộc đây. Đây tổng thể cái bẫy này. Mình sẽ đặt bẫy đây. Rồi. Đấy. Sẽ đặt đây, đây một cái bẫy này. Trên này một cái bẫy này, chuối ở dưới đó. Đấy. Khi nào con sóc nó đi ăn thì nó sẽ đi theo hai hướng, từ dưới này hay là từ trên này xuống, nó sẽ vướng hai cái bẫy của mình trước, nó mới đến cái chuối. Thế nha các bạn nhé. Và video của mình xin được kết thúc ở đây nha. Các bạn thấy video của mình nếu mà hữu ích cho các bạn hay là giúp được các bạn điều gì đó thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Và đừng quên chia sẻ.